mắt đàn ông nhìn gà hóa quốc, bà lão thì đến cứ tưởng là gái tơ. Lừa đảo này, tham nhũng này, có tuần nào là tivi nó không lôi ra đâu. Ngày ấy chúng mình còn trẻ măng, đều xếp bút nghiêng vì dòng máu quê hương văn hiến, lên biên giới để bảo vệ tổ quốc. À, ô cốp là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh mà nó dài dòng lắm. Các anh chỉ cần hiểu là theo tiếng Việt ấy, nó nôm na như là mỗi xã một sản phẩm. Anh Điều ơi, trước khi đến đây, em lại đến thăm nơi sản xuất và chăn nuôi của hợp tác xã kiểu mới. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này anh em mình ký hợp đồng nhé. Rồi ạ, xe mi lại trả pháo, xích mi lại trả liên. Giời ơi là giời, khổ thân tôi thế này cơ chứ này, đúng là cái thân làm tội đời. Xe hỏng rồi, bây giờ làm sao mà dắt được đến chợ cơ chứ. Biết như thế, vào hợp tác xã kiểu mới cho xong. Đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào, không cái dại nào giống cái dại nào. Khổ. Cô gì ơi, cô ơi, làm ơn cho tôi hỏi, hỏi nhà đường một tí. Ông hỏi tôi á? Vâng. Này, đầu năm đít có lẻ rồi đấy. Thế à? Vâng. Ngoài 50? Vâng. Này, nhìn cái eo ấy, đằng sau ấy, cứ lúc lắc, vẫn còn thon gọn lắm. Tôi này cứ tưởng là ngoài 20 ấy chứ. Trời ơi, đúng là mắt đàn ông, nhìn gà hóa quốc. Bà lão thì đấy cứ tưởng là gái tơ. Này, nói cho ông biết nhá. Ngoài 50 thôi, nhưng cái một con còn chạy dài đấy. Không tin hả? Không tin ông thử đi. Ông thử đùn cái xe rau của tôi đi xem có nổi không? Tôi nhìn thấy kia là nặng lắm. Này, mà bà khỏe thật đấy. Cái xe nặng như thế mà bà đẩy cứ phăng 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 phăng. Tôi đuổi mãi. Thế bà đẩy cái xe đi đâu đấy? À, ông từ đâu đến? Nên không biết chợ nông thôn mới hả? Này, tôi nói cho ông biết nhá. Chợ khang trang lắm. Đất thì do bà con hiến, tiền do bà con đóng góp, lại còn được cả nhà nước hỗ trợ thêm nhá. Công ấy thì do bà con xúm tay nhau vào làm, chả mấy chốc mà hoàn thành được cái chợ khang trang đáo để không ạ. Thế à, chắc cái xe này bà đem ra chợ bán đúng không? Vâng, từ khi có chợ nông thôn mới, tiện lợi lắm không ạ. Mua gì bán gì, chạy ù ra chợ một cái, thế là xong. À, mà ông hỏi em có việc gì thế? Chả là thế này, tôi muốn hỏi bà là đường từ đây đến xã Thọ Vinh là còn xa không? Thưa với ông rằng ông đang đứng trên đất Thọ Vinh đấy. À, thế nhưng mà ông hỏi vào nhà ai? Tôi hỏi vào nhà ông Điều, giám đốc hợp tác xã Thọ Vinh ấy. Ông ấy làm ăn giỏi lắm, thế nên là tôi muốn đến để tìm hiểu xem thế nào. Đúng rồi ông ạ, ông Điều còn làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa đấy. Mới có mấy năm thành lập hợp tác xã mà họ phất to. Chắc bà là gần nhà ông Điều đúng không? Vâng, nhà em cũng cách nhà ông ấy độ dăm nhà. Ở cái thôn nhỏ bé này, nhà ai làm gì sao không biết. À, nhưng mà ông ở đâu ta? Tôi ở trên Khoái Châu. Hôm vừa rồi dự họp tổng kết liên minh hợp tác xã tỉnh, mới biết rằng là hợp tác xã kiểu mới ở Thọ Vinh làm ăn phát đạt hiệu quả lắm. Nói thật chứ do khát vọng làm giàu, thế nên là hôm nay tôi đến đấy. Này, tôi đến để tận mắt nhìn thấy nhé. Tai nghe, tay sợ. À, xem là có đúng hay không. Ông cũng đa nghi tào tháo gớm. Chứ sao, bà một thời buổi này đen trắng lẫn lộn, thật giả khó lường lắm. Đấy, lừa đảo này, tham nhũng này, có tuần nào là tivi nó không lôi ra đâu. Ừ, rồi chiêu trò hụi họ, lãi suất thì ngất ngưởng. Bao nhiêu người đấy, này nhẹ dạ cả tin, sống dở chết dở đấy bà. Ông ơi, cái đó thì chỉ dành cho những người nắm trọng trách, hoặc là dân thành thị hoa mắt lên vì tiền. Chứ ở nông thôn chúng em thật thà như đếm, làm gì có đủ mánh khóe để mà lừa thiên hạ. Ừ,
nông dân mình cũng chẳng kém. Môi trường thì ô nhiễm ở các làng nghề. Thực phẩm thì độc hại ôi thiêu. Rau củ quả thì tiêm đầy chất kích thích, tăng trọng gia cầm. Nói thật ý, ăn vào ý, có mà ung thư hàng loạt. Rồi là lây lan dịch bệnh. Nói chung là nguy hại đến mấy đời con cháu chúng ta ấy chứ lại. Ông thì cứ bi quan. Nó mãi đâu đâu chứ ở quê nhà em làm gì có. Đây, ông nhìn cái xe rau của em đi. Rau của em nhá, non mơn mởn như thế kia. Toàn những thứ nhà em nuôi trồng đấy. Chỉ có sạch dở lên thôi. Này, nhất là hợp tác xã của ông Điều nhá, từ đầu vào đến đầu ra đều theo quy trình khép kín đấy. Thế khép kín của ông Điều là thế nào bà? Có nghĩa là người ta sản xuất theo cái quy trình Việt Gáp ấy. Việt Gáp? Việt Gáp? Dạ vâng, Việt Gáp, Việt Gáp. Đúng rồi. Ông biết không nhá, từ giống cây đến giống con, từ làm đất cho đến phân bón, từ chăn nuôi cho đến thức ăn đều theo quy trình khép kín khoa học cả. Mà nghe nói ông Điều nhá còn ký với cả các nhà tiêu thụ sản xuất đảm bảo chất lượng mà lại còn rẻ hơn cả giá thị trường nữa đấy. Nói thì thế thôi bà, chứ thực tế thì khó hơn nhiều. Này, nhất mà chất lượng mà lại rẻ thì còn khó hơn bà. Thế mà ông Điều ông làm được, thế mới hay chứ. Vì mua nhiều cùng công vận chuyển nên các mối làm ăn lâu dài không dám gian dối. Vậy mà họ vẫn có lãi đấy ông ạ. Thế cái đấy gọi là đầu vào phải không hả bà? Vâng, đầu vào phải thật, phải rẻ thì bà con người ta mới tin. Mà ông biết rồi đấy, nông dân mình chỉ tin vào khi mà thu hoạch có năng suất và có lãi thôi ông ạ. À này, thế còn đầu ra? Hay lại đẩy xe đi ra chợ bán như bà hôm nay gì? Không, gồm họ mà làm ăn manh mún như tôi ấy, thì có mà ăn cám. Toàn bộ lợn gà rau sạch nhá đều xuất đi các nơi. Rồi công ty Dương Vũ của tỉnh mình nữa đấy, thu mua toàn bộ nông sản. Cứ vài ngày ô tô lại về thu mua hết mọi thứ. Ui giời ơi, ông có biết không, được cái từ ngày xây dựng nông thôn mới, đường làng ngõ xóm rộng rãi hẳn ra, bê tông hóa chạy tít ra ngoài cánh đồng kia kìa. Làm gì cũng thuận tiện, bà con phấn khởi lắm ông ạ. Phấn khởi thế mà sao bà lại đẩy xe ra chợ bán? Ăn mảnh kiếm lời đúng không? Ăn mảnh cái gì? Gồm, đang buồn đây, chỉ tự mình chuốc khổ vào thân thôi. Sao lại chuốc khổ vào thân? Là như thế này, khi mà thành lập hợp tác xã kiểu mới đấy, họ vận động nhưng tôi không vào. Vì nghĩ cũng giống như cái hợp tác xã ngày xưa ấy, trà trùng không ai khóc. Hơn nữa, quen chân chạy chợ, có gì bán nấy, ngày dăm 30.000 bỏ túi, nên tôi không vào. Nhưng mà mấy vụ này thấy họ làm ăn phát đạt, kinh tế gia đình hộ nào hộ ấy khấm khá hẳn lên. Hơn nữa họ đoàn kết lắm, giúp đỡ nhau khi mà gia đình có công to việc lớn gì. Ông ơi, vào hợp tác xã kiểu mới này tốt đấy ông ạ. Thế à? Ừ. Tốt thế sao nhà bà lại không vào? Ôi giời, nói thế thì nói làm cái gì. Mà này, ôi người cũng nghĩ thiển cận như tôi ấy, nên đã vào đâu. Nhưng kỳ này tôi sẽ xin gia nhập ông ạ. Đấy, ông xem, gánh rau của tôi xanh non mơn mởn như thế kia, thế mà mang ra chợ chưa chắc đã bán được đâu. Ông ơi, nhân tiện đây ông giúp em xem hộ em cái xích clip xe em cái. Xích clip của bà bị làm sao? Nó tuột ra rồi, không đạp được. Này, bà may đấy, gặp tôi đạp được luôn. để tôi xem nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ông. Ý, xem nào. Bà lại bán cả cua. Vâng, ông nhìn có thích mắt không? Cua bà, cua con, cua cháu, con nào con đấy mõm mầm ra, phun đầy bong bóng, thích mắt nhé ông nhé. Này, 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 có con nó nằm ngửa tình hình như này, chắc chết rồi. Có ông chết thì có. Mà này, đừng có sờ vào nhá. Sờ vào nó cắp cho rụng cả tay đấy. Sao? Ông làm sao? Làm sao thế? Bị cua cắp. Ui giời ơi, cua cắp vào đâu? Vào tay. Vào tay. Vào tay mà sao cứ để vào chỗ kia?
bà đập hộ tôi cái. Bà đập hộ tôi cái. Giời. Thế thì bỏ cái tay ra, nhỡ người ta đập nhầm thì sao? Bà hộ tôi cái. À. Ôi giời. Cái con. Sao? Ôi giời, cái con cua của người ta này. À, mày cắp ông như thế đấy. Rồi có cái thằng ấy nó ra nát bét. Ra ai? Ông bảo ra ai? Tôi nói ra con cua. Trời ơi. Thôi được rồi. Để em xoa dầu cho. Em xoa dầu cho một cái là khỏi ngay ấy mà. Hộ tôi đâu? Đây hả? Cua của bà giữ thật ấy. Tí nó đứt ngón tay tôi ấy. Ôi giời, cua giữ như vậy ấy. Thế nhưng mà em mà nấu với cái mùng tơi rau đay ấy, ông không hút bát tô chớ kể chứ đi. Này, canh cua. Vâng. Đây. Hôm nào mát rồi đãi nhau bữa canh cua nhé. Ôi giời, tưởng cái gì chứ canh cua thì đơn giản quá. Mà này, ăn canh cua của em ấy nhớ dài lắm đấy. Yeah. Thôi, em đi làm đây, kéo muộn, ra chợ đây, vâng, bán vâng, hàng. Vâng. À, quên mất. Ông đợi em tí. Để em điện thoại cho ông Điều giúp ông. Xem ông ấy ở đâu rồi. Vâng, để vâng. Gọi ông ấy về. Vâng, cảm ơn bà nhé. Vâng, có gì đâu mà. Ui giời. Đi bán rau mà đây iPhone à? Vâng. Sành điệu gớm à, vâng, iPhone con dài nó cho đấy. Thế 0 à? 9 1 2 1 5 0 1 2 3. Alo. Alo. Ông Điều đấy hả? Dạ vâng. Ông ở đâu đấy? Ông ơi, ông có khách đến thăm ông ạ? Vâng, có ông khách. À thế à? Dạ, vâng. À, tốt quá. Ông ơi, may quá. Ông Điều, ông cũng về đến đây rồi. Thế ông à? Đợi một tí nữa thôi. Vâng, vâng, vâng. Alo. Alo. Ông Điều ơi. Tôi đây. Ông đang ở đâu vậy? Tôi cần về đến nhà thôi. Về đến nhà là ở đâu? Cách bà có mấy bước ấy. Ôi giời ơi, cái ông này. Phải rõ. Chào bà Hạnh. Điều. Đến đây rồi còn... Điều. Anh Thanh. Điều. Anh khỏe chứ? Khỏe. Trời ơi, lâu quá không được gặp thế, nhau. Hóa ra là hai ông biết nhau à? Chúng tôi biết nhau từ thời lính. Điều này. Dạ. Tớ nghe tin hợp tác xã Thọ Vinh từ lâu rồi. Dạ. Cứ tưởng Điều nào lại hóa ra chính cậu làm giám đốc. Dạ. Cậu còn nhớ năm 1979 không? Tớ và cậu chốt trên đỉnh Lũng Cú Hà Giang đấy. Quyết tử để bảo vệ Tổ quốc ấy, nhớ không? Đỉnh nhớ thôi. Nhớ chứ anh. Ngày ấy chúng mình còn trẻ măng, đều xếp bút nghiêng vì dòng máu quê hương văn hiến, lên biên giới để bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ hòa bình rồi, không làm giàu không chịu được anh ạ. Máu rồi, lính rồi, mà rồi. Này, trưa nay ấy, anh em chúng mình phải nhậu một trận cho thật đã. Ok. À, nhưng mà anh đến gặp em chắc là có việc gì quan trọng hả? Thì học cách làm giàu cho bà con chứ cần gì nữa. Giỏi, đúng là chất lính. Nhưng mà anh cứ nói quá, mới vạn sự khởi đầu nan thôi mà. Chứ Hưng Yên ta ấy, đã có hơn 80 xã được công nhận là nông thôn mới nâng cao. Và hơn 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu rồi đấy. Tớ biết, tất cả những cái hướng đấy đều phát triển theo hướng sáng xanh sạch đẹp đúng không? Dạ. Thế nhưng mà cậu là người đi tiên phong lại thành công như thế. Này, con đường sáng sủa lắm đấy. Tớ xin chúc mừng cậu. Anh ạ, con đường phía trước còn dài lắm. Mà anh biết đấy, xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu ắt là phải tuân thủ theo điều kiện kinh tế thị trường, cung cầu thật giả trong mọi lĩnh vực đang là một bài toán khó đối với sản xuất tiêu dùng hiện nay ạ. Tớ biết, thế nên tớ mới cần gặp cậu. Này, hy vọng tìm ra được con đường làm ăn, phát triển kinh tế cho bà con. Đưa xã của tớ ấy, là được công nhận là nông thôn mới, nâng cao. Để trong năm nay Hưng Yên mình ấy mà, được nhiều xã là đạt được nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Này, ai cũng như anh em mình ấy, thì tỉnh ta chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, anh ơi. Thôi. Em xin phép hai ông, em đi ra chợ đây kiểu muộn. Vâng, dạ. Vâng, dạ. Cảm ơn bà nhé. Vâng, em dạ. Xin phép hai ông nhá. Chào bà Hạnh ạ. Dạ vâng ạ, không. Khó vậy, nhưng mà không có nghĩa là bà con ta bó tay.
mà nhà nhà đang phát huy truyền thống cần cù, chịu thương chịu khó làm giàu đấy anh ạ. Nhưng mà em cho thách thức thì cũng lắm, nhưng mà thuận lợi thì cũng nhiều anh ạ. Cậu nói thế nghĩa là sao? Có nghĩa là bà con ta đang cùng chung tay xây dựng lại sản xuất, rồi ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Anh xem, đằng kia ấy là cánh đồng trồng rau sạch, còn phía đằng trước kia ấy là toàn bộ trang trại nuôi lợn, gà, vịt. Còn đây, bên phía tay trái em đây là cánh đồng đặc sản lúa mới, nếp thơm Hưng Yên đấy. Tất cả đều do bà con ta góp ruộng, góp vốn và sản xuất theo quy trình của Việt Gáp. Có thế mới tiếp cận được vào cái nơi tiêu thụ lớn. Cũng may dồn điền đổi thửa đã xong, cho nên hợp tác xã ta ấy mới quy hoạch được gọn như thế này đấy. Thế chị giám đốc rồi đấy. Cậu nói thế có nghĩa là nông sản phải nhiều, phải sạch, phải có thương hiệu thì mới xuất khẩu ra nước ngoài được phải không? Dạ đúng đấy anh ạ. Nhưng mà đó là hướng phấn đấu. Trước mắt ấy là phải đưa bà con ta tiếp cận vào thị trường trong nước. Em vừa ký được một hợp đồng khá lớn đối với tập đoàn may mà này cung cấp thường xuyên sản phẩm mấy nghìn công nhân tại địa phương này đấy. Còn tất cả các cái hàng nông sản thì đều có giấy chứng nhận, như là rau sạch này, gạo sạch này, lợn sạch và cả gạo sạch của hợp tác xã kiểu mới mình đấy. Hóa ra cùng cách làm giàu là như vậy đấy nhỉ. Dạ. Đây anh xem, hàng hóa thì không an toàn, trôi nổi khắp thị trường, ai biết thật hay giả, mà người dân ấy thì họ cứ thấy rẻ là mua. Cho nên chúng ta ấy là phải trả một cái giá quá đắt, như là bị ung thư này, rồi dịch bệnh thì tràn lan. Bây giờ tình ngộ ấy mới tìm đến hàng có thương hiệu, mà chỉ có hợp tác xã kiểu này mới đủ điều kiện làm được thôi anh ạ. Cậu nói thì có lý lắm, thế nhưng mà tìm đâu ra được một giám đốc giỏi giang như cậu để mà quán xuyến công việc của một hợp tác xã mới là quan trọng như này. Này, dạ. Tớ nói thật, tớ thiếu tự tin lắm. Anh cứ làm đi, khắc đi khắc đến. Nhưng mà anh cứ nói quá ấy, làng quê nào chẳng có người làm được, thậm chí họ còn làm giỏi hơn cả em ấy chứ đấy. Này, để chứng minh điều em nói, hôm nay ấy, em sẽ đưa anh đến thăm hợp tác xã Xuân Thành. Ở đó em có ông bạn là thành viên câu lạc bộ, giám đốc của Liên minh hợp tác xã tỉnh đấy. Thế thì tốt quá, đúng là một công đôi việc. Hóa ra là đâu đâu cũng có người giỏi, người tài, người sáng kiến trong sản xuất ông nhỉ. Nhất là cánh lính mình máu làm giàu, có bao giờ chịu bó tay đâu. Để em điện cho bà xã em một chút ạ. Alo. Anh đây. Này, trưa nay ấy, anh có ông bạn quý đến chơi. Em bắt con gà, với lại bảo cái thằng Duy ấy bắt cho anh một con cá, cá chấm đen ấy. Bắt con to vào. Anh đi công việc một chút nữa thì bọn anh về. Thôi được rồi, công việc xong rồi anh về uống rượu trưa nay nhá. Được rồi. Anh ơi, xong rồi anh ạ. Chúng ta đi. Bên chúng em có 4 sản phẩm ô cốp, trong đó long nhãn và mật ong hoa nhãn là hạng 4 sao. Còn hạt sen và bột sắn dây là hạng 3 sao. Và để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất, hợp tác xã chúng em đã liên kết với các xã viên và người trồng nhãn ở vùng lân cận để kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào anh ạ. Này, thế sản phẩm ô cốp là thế nào anh nhỉ? Mỗi xã một sản phẩm. Thủ tướng Chính phủ ban hành ô cốp như một chương trình phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hóa ra là vậy. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Nói thật chứ, đi theo các ông ấy, tôi cứ hoa hết cả mắt đấy. Này, về nhà không biết là có thực hiện được không? Có gì đâu anh, chúng em cũng mới bắt đầu đi vào hoạt động thôi. Này, thế này thì cứ ở nhà cho sướng, chứ đi Tây mới đi tàu làm cái gì cho mệt người ra nhỉ. Cũng vất vả lắm ông anh ạ, một nắng hai sương đấy. Này, thế mô hình này các cậu có học ở đâu không? Hợp tác xã kiểu mới của chúng em không phải mới được thành lập, mà được nối tiếp từ hợp tác xã cũ từ năm 60, cung ứng dịch vụ là chủ yếu như nước tưới, nước tiêu, nước sinh hoạt đến tận hộ gia đình. Và ngoài ra chúng em còn cung cấp như giống cây trồng, phân bón, máy làm đất, rồi là bảo quản giống cây trồng. Bà con ấy bây giờ chỉ việc đến hợp tác xã kiểu mới để nhận sản phẩm, cuối năm ấy người dân còn được chia lãi suất. Các anh thấy nông dân bây giờ sướng chưa? Sướng quá đi chứ. Này,
Nhất là từ khi nhà nước ấy phát động xây dựng nông thôn mới đấy, nhà nhà thi đua làm giàu. Nhất là các cậu ở đây đấy, sớm thành lập hợp tác xã, thành đạt hiệu quả, rất là sung sướng cho bà con nông dân quê mình đấy. Dạ, tùy từng địa thế mà canh tác chăn nuôi anh ạ. Hộ có điều kiện ấy thì mở trang trại, nuôi lợn, gà, vịt. Nhà có vườn tược rộng ấy thì trồng cây hoa trái. Có nghề truyền thống ấy thì mở mang làm nghề như là mây tre đan này, rồi đồ gỗ. Nhưng phải mở tầm mắt, làm ăn lớn, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm thì đầu đầu cũng kiếm được tiền anh ạ. Dạ đúng ạ. Còn bây giờ em xin mời hai anh sẽ đi thực tế đến tận nơi khu sản xuất hợp tác xã kiểu mới của chúng em ạ. Ta đi. Gớm, chợ quê mà khang trang thật đấy. Này, hàng hóa thì ê hề. Đúng là xây dựng nông thôn mới ấy, và nhất là hợp tác xã kiểu mới không thiếu gì cách làm giàu. Này, thế mà tớ ấy nuôi lươn luôn thất bại cậu ạ. À. Nuôi lươn thất bại á? Thì bỏ tiền ra mấy tháng này xây dựng này, mua giống này, đêm hôm thì lọ mọ 3-4 tháng trời, con nào cũng to cũng dài như cái cán cuốc ấy. Thế mà đem ra chợ bán thì mãi có được đâu. Rõ khổ. Sao ông lại mang ra chợ bán? Nông dân chúng tôi tự cùng tự cấp, tiền đâu ra mà ăn? Ừ, cái bà này. Này, ăn lươn của tôi tuy là đắt một tí, nhưng mà nó ngon, nó bổ, nó khỏe. Ừ, chi lại như cua của bà. Lươn của ông to, khỏe, nhưng mà chúng em lại không có tiền xài. Dạ, các anh các chị cho em hỏi, đường vào nhà anh Điều, giám đốc hợp tác xã kiểu mới đi lối nào ạ? Ơ, cô ơi, đây, giám đốc Điều đây cô ạ. Vâng, cô may quá. Còn đây là... đây là cái bác ở Khoai Châu, cũng là cựu chiến binh giống ông Điều đây, đến đây để trao đổi kinh nghiệm sản xuất cô ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Dạ xin tự giới thiệu, em là Thanh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sạch ạ. Giám đốc á? Cô đã làm giám đốc rồi á? Dạ vâng ạ. Thế à, trẻ á, xinh đẹp. Ăn mặc ăn diện thế này thì chắc là thành đạt lắm đúng không? Dạ anh quá khen ạ. Em cũng chỉ mới bước đầu thôi ạ. Hôm nay em đến đây để xem nông sản thực phẩm sạch của hợp tác xã kiểu mới của anh Điều. Nếu đủ điều kiện thì em sẽ nhập và bao tiêu lâu dài luôn ạ. Ôi giời, cô ơi. Cái đó thì cô khỏi phải lo. Nhiều nơi đến đây ký hợp đồng lắm cô ạ. Thế hả? Việc thực phẩm sạch ấy thì tôi sẽ đảm bảo với cô. Còn khối lượng, cung ứng và giá cả tôi phải bàn với hội đồng quản trị và thành viên của hợp tác xã đã. Giám đốc ơi, nhân tiện giám đốc cho tôi nhập hàng vào hợp tác xã với nhá. Cái bà này, bà đã là thành viên của hợp tác xã đâu. Hơn nữa ấy, chúng tôi chưa quản lý quy trình trồng trọt chăn nuôi của bà, cho nên là không thể công nhận là thực phẩm sạch được. Bà thông cảm cho. Cái bà này ghê gớm thật đấy. Chắc là bán rau cỏ không nổi, thế là nhờ đến hợp tác xã đúng không? À mà đấy, sáng nay ông nhìn thấy rồi đấy, cua của em nhá, con nào cũng to, khỏe, bóng nhây ra. Thế mà mang ra chợ bán, họ nhìn, ngắm, rồi chê là không khéo, rồi cua nuôi công nghiệp, ăn vào thì độc hại. Còn rau của em nữa, ông biết rồi nhá, rau của em xanh, non, mơn mởn ra như thế. Ấy vậy mà mang ra chợ, chỉ bán được cho mấy cái bà bán buôn rau ở chợ đấy. Ông có biết không, còn hai quả đu đủ của em đấy nhá, to, mọng. Quả nào cũng thay nảy ra như thế này này. Ơi, này, còn mấy nảy chuối nữa cơ. Mã nhá, mẫu mã thì vàng ươm, to, dài. Ấy vậy mà họ hết sờ, rồi nẵn, nhũng cả ra. Xong rồi đứng lên, hỏi thì bảo không khéo dẫm bằng đất đèn, không mua được. Lộn ruột không cái chứ. Đây, 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 bà thấy không? Cô ơi, nhân tiện đây cô nhập hàng giúp chị với nhá. Chị đảm bảo với cô, hàng của chị toàn hàng sạch, chân cả sạch trở lên. Đảm bảo luôn. Chị ơi, hàng của chị ấy đã không có giấy chứng nhận sạch, lại manh mún nhỏ lẻ như vậy thì làm sao cung cấp đủ cho chuỗi cửa hàng của em được ạ? Này, thôi bà ơi, có khi đem về cho lợn nó nhai cũng tốt ấy. Nói như vậy ấy, thì lươn của ông ấy sao không thái ra quẳng xuống ao cho cá nó đỡ. Ôi giời. Này, nói vậy thôi chứ tôi mà có lươn như ông á, ối nơi dùng. Đấy, như ba ba của nhà bà Toác ấy,
Ui giời ơi, chui vào nhà hàng khách sạn nhá, bao nhiêu cũng hết. À, sao lươn của ông ấy không chui vào đấy, chả đắt như tôm tươi chớ kể chứ. Mà này, tôi nói ông biết nhá, ba của nhà bà Toác ấy, vật ngã lươn của ông là cái chắc. Ông biết không? 400.000 đồng 1 kg đấy. Thực ra đấy, thì tôi cũng đi tiếp thị mấy nhà hàng rồi, thế nhưng mà cũng ế ẩm lắm, lúc thì họ nhập, lúc thì lại không. Thế nên là, đúng rồi, hai cô ơi, cô nhập hàng cho tôi nhé. Thế nhưng mà lương của anh có nhiều không ạ? Nhiều, mỗi lứa gần 1 tạ. Thế thì em cân hết. Thế à? Này, có tăng không? Thế ra cô cũng bán cả lươn hả? Thì anh thấy đấy, mấy món đấy ấy, thì vừa đặc sản này, độc đáo này, ăn gì bổ nấy, cho nên là dân thành thị rất thích đấy anh ạ. Này, bà đã thấy cái việc làm ăn chăn nuôi nhỏ lẻ tác hại của nó chưa? Dạ vâng, tôi cũng biết rồi. Có bán rau, bán cua chảy chặt như tôi như hàng ngày thế này, mới biết mình lỗi thời cổ hủ. Ông ơi, đợt này tôi sẽ làm đơn xin vào hợp tác xã kiểu mới. Ông duyệt đơn cho tôi với nhá. Thôi được rồi, bà cứ làm đơn đi. Kỳ họp tới tôi sẽ báo cáo với hội đồng quản trị và thành viên của hợp tác xã rồi kết nạp bà vào. Ôi, vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn giám đốc ạ. Không có gì. Dạ, ông ơi, nhân tiện tí nữa ông cầm 2 nải chuối của tôi về cho các cháu nó ăn. Thôi. Cảm ơn bà, tôi không có nhận đâu. Ông ơi, cây nhà lá vườn, chứ có phải là hối lộ tham nhũng gì đâu mà ông sợ. Bà nói đúng đấy, cứ nhận đi. Đây là cái tình cái nghĩa của nhà nông đấy. Đúng đấy ông ạ. Thế ở đây vào hợp tác xã là phải làm đơn à? Vâng. Này, chỗ tôi ấy, vận động họ mãi mà họ cứ chối ngoài ngoài ra đấy. Vào hợp tác xã kiểu mới là phải góp vốn ban đầu, thế rồi phải sử dụng dịch vụ, đồng thời là phải đảm bảo chất lượng đối với bên tiêu thụ, rồi cam kết tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nên phải làm đơn chứ. Vâng, thì tôi sẽ viết đơn tình nguyện vào hợp tác xã kiểu mới. Vào hợp tác xã vừa an toàn, chắc ăn, lại tình làng nghĩa xóm, phải không các ông? Đúng quá đấy chứ này. Anh Điều ơi, trước khi đến đây, em lại đến thăm nơi sản xuất và chăn nuôi của hợp tác xã kiểu mới. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng này anh em mình ký hợp đồng nhé. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Xin cảm ơn giám đốc. Dạ, cảm ơn cả bà nữa. Dạ, có đã gì cho đâu. Tôi một bài học thực tế rất là bổ ích. Lần này về tôi quyết tâm làm giàu, làm gương cho cả xã. Này, bà nhớ đãi tôi quả đu đủ nhé. Ôi giời, ông muốn ăn đu đủ của tôi à? Ôi này, biếu ông 2 quả luôn. Này, tôi nói ông biết nhá, đu đủ của tôi á, ngọt như đường ấy, ăn vào mê luôn. Mà này, hôm nào ông cũng đãi tôi một chầu lươn nhá. Rồi, tôi sẽ đãi bà ấy con lươn to nhất. Bà đồng ý không? Quá nhiều. Hay quá. Đúng là làng quê mình hoàn cảnh nào cũng tình nghĩa với nhau. Vậy chúng ta phải đoàn kết, hợp lực hơn nữa, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vững mạnh, làm cho đất phải chuyển, quyết làm giàu trên quê hương mình, phải không các bác? Đúng, đất phải chuyển, chúng ta quyết tâm làm giàu trên quê hương của mình. Hoan hô giám đốc. Hoan hô giám đốc.